Bây giờ sẽ là phần dự báo thời tiết. Ngày hôm nay thì nhiều gia đình sẽ có kế hoạch vui chơi cuối tuần ở ngoài trời. Vậy tình hình thời tiết ra sao chị Hồng Giao? Dạ vâng, xin chào ngày mới chị Kiền Hương và quý vị khán giả. Các hoạt động vui chơi ngoài trời sẽ gặp đôi chút ảnh hưởng đó à, bởi ngày hôm nay thì vẫn còn mưa nhiều. Miền Tây Nam Bộ thì mưa có thể xảy ra sớm từ sáng, sau đó sang đến chiều thì sẽ xuất hiện ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Trên bản đồ dự báo mưa này thì quý vị có thể thấy là rất là nhiều màu xanh đậm, tương ứng với lượng mưa lên tới 50mm, thậm chí là những nơi có màu xanh lá, lượng mưa từ 50 cho đến 100mm. Quý vị cần đề phòng ngập úng cục bộ, kể cả lốc xoáy và sấm sét đi kèm trong cơn mưa. Thành phố Cần Thơ ngày hôm nay thì trời nhiều mây, mưa xuất hiện bất chợt trong ngày. Bù lại thì mưa mang đến một bầu không khí mát mẻ, dễ chịu. Nhiệt độ lúc cao nhất trong ngày hôm nay không quá 29 độ. Không chỉ tại thành phố Cần Thơ, ngày hôm nay các thành phố khác ở Nam Bộ thời tiết cũng dịu mát. Nhiệt độ cao nhất cả ở miền Tây lẫn miền Đông dao động trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ. Chỉ ít nơi như tại Biên Hòa, Tây Ninh nóng hơn một chút, 31 đến 32 độ. Thành phố Phú Quốc, cuối tuần ở đây thì cũng sẽ có mưa nhiều. Mưa gần như là cả ngày, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay không quá 28 độ. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, dự báo ngày hôm nay gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trời mưa dông dễ kèm theo lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, gió khoảng cấp 5, nhưng trời cũng có mưa dông, đề phòng lốc xoáy, làm tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km.